Bảo Thi, tôi sống trong guồng quay đó 7-8 năm trời, không còn thanh xuân và tuổi thơ nữa. Bảo Thi được biết đến là một hiện tượng đặc biệt trong showbiz khi nổi lên từ cuộc thi Miss Audition và liên tiếp gặt hái thành công không ngừng nghỉ. Hát bài nào bài đó thành hit. Tên tuổi của cô đã trở thành tuổi thơ, một phần thanh xuân trong ký ức nhiều khán giả. Tại chương trình Ngôi Sao Đương Thời, Bảo Thi đã trải lòng về thanh xuân đó của chính mình. Tôi không thể nhớ hết các hit của mình vì tôi hát bài nào ra cũng thành hit. Thời mới vào nghề, ca khúc đầu tiên tôi hát là Khóc Thêm Lần Nữa của anh nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh. Sau thành công của bài hát này, anh Linh có viết thêm một ca khúc nữa là Công Chúa Bong Bóng. Ngay từ khi nghe demo, tôi đã thích lắm rồi và muốn hát ngay. Tuy nhiên, lúc đó tôi không bao giờ nghĩ ca khúc ấy lại nổi tới mức trở thành biệt danh gắn với tôi đến hiện tại, khiến ai cũng gọi mình như thế. Đến giờ tôi đã trưởng thành, lập gia đình và già đi rồi, nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Công Chúa Bong Bóng. Trong sự nghiệp của mình, tôi có rất nhiều hit. Cái đầu tiên phải kể đến là liên khúc Audition, rồi tới Sorry, Ngốc Nghếch, Ngôi Nhà Hoa Hồng. Tôi không thể nhớ hết các hit của mình vì tôi hát bài nào ra cũng thành hit, mọi người đón nhận, giới trẻ thuộc nằm lòng. Bây giờ mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu, người ta cũng đều gọi tôi là tuổi thơ của họ. Mỗi khi được gọi như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Vì thời đó quá nổi tiếng nên tôi đi diễn rất nhiều, tôi ở nhà ít lắm, dành tới 2/3 thời gian cho khán giả. Tôi phải đi khắp mọi nơi để diễn. Ngay trước đêm chung kết Miss Audition, tôi đã bị sốt rất cao. Tôi còn nhớ, tới năm 18 tuổi, tôi mới thực hiện được chuyến bay xa nhất là tới Hà Nội để tham gia đêm chung kết Miss Audition. Đó là lần đầu tiên tôi được hưởng cái mùa đông của miền Bắc. Chính vì thời tiết quá lạnh nên ngay trước đêm chung kết, tôi đã bị sốt rất cao. Tới sát giờ diễn, tôi còn nói chắc không diễn được nữa vì quá mệt. Anh Vương Khang cứ phải mở nước nóng cho tôi ngâm chân rồi bôi dầu cho tôi. Mọi người động viên tôi rất nhiều, nói rằng cứ cố hát đi vì không biết sau đó có đi hát nữa không. Thế là tôi quyết tâm ra sân khấu. Nhạc vừa lên là tôi nhảy múa sung lắm. Ai xem lại clip sẽ thấy lúc đó tôi đổ mồ hôi rất nhiều vì đang sốt. Lúc đó tôi đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi để đi du học rồi, nhưng vì tiết mục đó nổi quá nên tôi quyết định ở lại không đi nữa. Tôi sống trong guồng quay đó suốt 7-8 năm trời, không còn thanh xuân tuổi thơ nữa. Từ lần đầu tiên đi xa đó, tôi đi thêm vô số nơi nữa. Tôi đi nhiều, đi mải miết, tới mức không có thanh xuân tuổi thơ nữa. Tôi sống trong guồng quay đó suốt 7-8 năm trời. Quanh năm ngày tháng tôi chỉ bay và đi xe hết từ nơi này qua nơi khác, tỉnh này sang tỉnh kia. Tôi sống đúng nghĩa cuộc sống của một ngôi sao nổi tiếng. Tuy rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Nhiều người cứ hỏi tôi tại sao lại có nhiều bài hit như thế, liệu có phải người ta đưa cho tôi để hát không? Xin thưa rằng, ngay từ nhỏ tôi đã là người độc lập trong suy nghĩ, hành động. Hầu như tất cả ca khúc mà tôi hát đều do chính tôi lựa chọn. Mọi người xung quanh cũng có góp ý, nhưng định hướng chính vẫn là tôi. Đó là lý do vì sao ngày xưa tôi ăn mặc rất mắc cười. Nhiều lúc tôi muốn lên Google xóa hết hình cũ đi mà không được. Tôi không thể tin mình có thể ăn mặc để tóc tai như thế. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy đó cũng là kỷ niệm thanh xuân của tôi. Dù hơi bất thường một chút, nhưng nó vẫn tạo nên cả một trào lưu xu hướng. Được cái từ lúc tôi đi hát, gia đình tôi luôn ủng hộ tôi chứ không phản đối gì. Tôi tự thấy mình là người khá may mắn trong showbiz khi lúc nào cũng có gia đình đồng hành từ bước đi đầu tiên tới bây giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất của kênh tin tức. Đừng quên nhấn subscribe để đăng ký và ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh.